Ok xong, và con tôi quay trở lại trong bí quyết mới. Tôi biết là dạo gần đây tôi hay up về kiểu đồ ăn. Và không, thực chất ra channel này nó vẫn tuân theo đi theo cái nền tảng chính thì nó vẫn là Toku. Nhưng mà dạo gần đây thì không phải tôi đang hết không phải hết lúa, nhưng mà tự nhiên là tôi chưa thấy có ông nào ông bán đồ mà tôi đã cần, tức là pass. Chứ tôi hiện tại tôi đang quay trở lại với dòng Git rồi, và tôi chưa tìm thấy ông này ông pass lại một cái buckle của Git nào với cái mức giá mà tôi thấy là nó đáng với giá tiền. Vậy nên từ cho nên tận bây giờ tôi vẫn chưa có làm review mới với tôi ấy. Cho nên nay chúng ta sẽ tiếp tục review về đồ ăn, nhưng mà con hàng này nó xịn hơn một chút so với mấy cái gói nem và gói thịt bò nướng tảng trước kia. Và ông nào đừng ý cái tiếng ồn nhé, thì do cái máy rửa bát nó kêu như con bò ấy. Ok, thì đây là bim bim mái tôn, là một số đồ ăn tôi nghĩ ở đây có thể gọi là một số đồ ăn nó nổi nó phổ biến hơn, à bởi vì người đồ ăn vặt bà tuyết thứ đựng trong những hộp hũ này ấy, thì nó to và nó còn nhiều các loại như là tôm hay là đùi gà đấy cơ. Nhưng mà tôi thấy bim bim mái tôn nó vẻ là được nhiều người chọn để review nhiều hơn nhỉ. Chị tôi thì cũng nhập về và nhập mái tôn về cho tôi, nên là tôi cũng thì đấy cửa ấy. Thì tôi cũng nhập về tôi làm thôi, nên là chúng ta sẽ mở ra xem nào. Sẽ qua phần vỏ hộp đi. Thì hộp này nó dùng giấy bìa cắt tông hay là cái gì đấy, nó cũng khá là dày nhỉ, trông cũng xịn xò phết. Cũng bạc ăn cùng bà tuyết, càng ăn càng vui. Đây tuy tôi có cái hộp này cũng không được tầm tuần ấy, nhưng mà tôi cũng chưa bóc ra đâu. Tôi đợi video này tôi bóc ra, hoặc đợi sau những cái lần mà tôi đang kiểu là không có đổi review thì tôi sẽ làm review mấy cái này. Bì mái tôn chôn đầy dạ dày của bạn. Wow. Chắc cũng chả có mấy doanh nghiệp mà cũng họ dám ghi câu slogan chất chơi này vào cái bị sản phẩm của họ đúng không? Ừ. Trong đây là bột mì, bột gạo, bột ngô, đường kính, dầu thực vật, hạn sử dụng 6 tháng. Quy định mệnh mình nhận. Cái này được bao lâu ấy? Rồi, tí nó mở ra. Cũng không có kiểu DE hay là HGE hay là AGH gì ấy nhỉ. Cũng đơn giản này thôi. Còn đấu này nữa thứ rồi ok. Còn đây thì liên hệ đặt hàng thứ ăn cùng tiết combo đoạt mệnh. Ok. Tôi biết combo này, không phải cản phá hay tôi không nhớ lắm. Lộ trong cước cái này tôi chịu. Còn X3 đùi gà phô mai. Ok, rồi bóc ra thôi. Để xem qua phần hộp rồi, cũng tốn bạ mất 2 phút của tôi. Ok, mở ra nó chỉ đơn giản thôi. Wow. Xong hết rồi, cơ bản là chỉ thay thôi, không có gì nữa. Nhưng mà cũng pro phết nhỉ. Tôi nhớ là hay cười quảng cáo là được có thêm những bọc này nữa là xốp bảo vệ, nhưng tôi không nghĩ được. Xem mà theo rồi một bọc ngoài thêm bọc này nữa ba bọc, thêm bọc này nữa là ba bọc luôn này. Sao nó cứ hơi kiểu bụi bụi à nhỉ? Chắc do vun bánh hoặc là cái gì của anh chị sản xuất nó vậy. Cũng vỡ nát khá là nhiều và tôi cảm giác nó hơi bị ít so với tưởng tượng tôi. Tôi nhớ là thường nó sẽ đầy đầy này, nhưng mà đây nó hơi tụt giảm tí. Tốt, sản phẩm nào quan trọng là chất lượng ăn ra sao thôi. Nó cũng hơi vỡ nát nhỉ. What the fuck. Tôi nghĩ cái này cũng chịu thôi, vì những cái đồ snack kiểu này kể mà nghĩ cũng ảo nhỉ. Thường mấy gói bim bim ấy thì nó sẽ bơm khí rất nhiều vào để nó hay nó gọi là người bảo quản, nhưng mà tôi thực chất thấy nó giống kiểu là kiểu nó có nhiều lớp xốp không khí bên trong ấy, thì nó giúp cho bánh nó không bị vỡ ra ấy. Còn đây thì đơn giản nó không có có bụi hết ra đây rồi, vứt qua bên rồi, hơi bụi nhỉ. Nên là chả biết review nào cho nó ngửi mùi bim bim tôm hay hoàng hải sản gì đấy. Đây là mái tôn à, để xem nhỉ. Hay mái tôn được chơi chữ từ tôm nhỉ, nó có mùi hải sản đúng không ạ, hoặc là kiểu mùi bim bim hải sản na khai. Tôi nghĩ tôm, không biết đây là mùi gì. Wow. Lúc đầu tôi hơi chê bởi vì cái phần bọc ngoài thứ trông hơi kiểu bụi bụi, và tôi nhớ mấy cái hộp từ hộp combo đoạt mệnh thứ nó đã có cái bọc siêu bên ngoài đấy,
Nhưng mà cái này nó không có nên tôi thấy nó hơi nghi. Nhưng mà ăn thì cũng được phết đấy chứ. Tôi không có đùa đâu. Tôi nên review theo kiểu đồ ăn nhỉ? Thế nào? Đầu tiên thì về hương vị, nó ra nó giòn, nó ăn một phát bạn sẽ thấy được hương vị rồi. Nó lại nữa, nó chút độ mặn và vị ngọt, nó hòa, nó hơi chút vị cay, nó hơi chút vị cay một tí, nhưng mà chỉ nhẹ thôi để kiểu tạo vị cảm giác đấy. Nhưng mà cái vị ngọt nó sẽ đi cùng khi bạn cắn từng miếng miếng snack và nó kiểu nó vỡ vụn, nó giòn ra. Tôi không biết review vậy thì nó có hợp lý không nhỉ, nhưng mà đấy những cái trải nghiệm của tôi. Hồi bé thì tôi cũng ăn snack nhiều lắm, hầu như là ngày nào tôi phải ăn một gói, ít nhất cũng ngày nào phải ăn một gói cơ. Mình lớn lên bây giờ tôi ít khi ăn, nhưng mà tôi cũng có cái miệng trong việc ăn snack chứ. Mặc dù hơi vỡ vụn một tí nhưng mà tôi quen rồi, thực ra là vỡ vụn khá nhiều ấy, nhưng mà tôi nghĩ là thôi chấp nhận được. Bởi vì kiểu mấy ông cái vỏ hộp ngoài đó cũng đã trông hơi nát nát rồi, thì tôi không đòi hỏi được bên trong nó phải tuyệt đối bảo quản ấy. Nó không quá là mặn, và nó không quá là mặn, cay nó không đến nỗi cay, nó kiểu kiểu là ăn lấy bạn nuốt chửng luôn vào ấy, thì nó sẽ hơi sốc lên một chút kiểu vị của ớt, nó tạo một chút cảm giác hơi cay hơi nóng, nhưng mà nó không thực sự cay, nó ấn nát cho các vị khác, cho nên những cái vị mặn của gia vị hay là vị ngọt khi mà bạn cắn vỡ từng cái miếng snack một đấy, nó không gây át tất cả vị đều trung hòa với nhau trong một lần, và bạn thì cảm nhận ngay trong lần đầu khi bạn ăn. Tôi thấy rất phê. Có mặt lợn, có gói trứng ẩm khá to nhỉ. Được, ăn này ăn được. Tôi chưa review thêm mấy đồ ăn khác, nhưng tôi nghĩ là lúc đầu tôi không có ấn tượng mấy với cái máy tôn đâu, bởi vì là cái hình ảnh của nó với tên nó thì cắm ở lợi đau vãi trưởng. Cái má bên bên cái lợi bên cạnh cái má ấy. Thôi ăn. Chứ lúc đầu thì tôi cũng không có ấn tượng mấy vì cái gọi máy tôn này đâu, nhưng tôi thấy nhiều ông review nên tôi mới đặt review về, và ăn lần thì tôi có thể cảm nhận được đó là cái thứ này nó có thể không hợp vị bạn, nhưng mà tôi thấy nó hợp vị tôi, và tôi là một thằng nó cũng không gọi là quá sành ăn, nhưng mà ý tôi biết được cái nào là ngon cái nào không ngon, và cái vị tôi cũng được tạo chung chung, tức là tầm trung, để cho nên tôi nghĩ là tôi tin vào cái khả năng đánh giá của tôi. Nếu dùng cả đầu lưỡi để cảm nhận hương vị của nó nhé, chứ đừng chỉ cắn rồi nuốt xong thì nó không có vị đâu, như tôi nãy tôi vừa ăn xong. Một phần do tôi vừa bị cắm một lợi nữa, cho nên là nó không ngon. Ok, và tôi nghĩ video này cũng dừng lại thôi, tôi cũng chả biết review thêm đồ gì nữa. Tương lai tôi có review tiếp đồ ăn của bà Tuyết hay không thì để xem chị Tô nhập thêm về tôi làm không. Còn video này tôi nghĩ dừng lại thôi. Hạn sử dụng thì đến bao nhiêu nhỉ? Nếu đã ghi hạn sử dụng đây rồi thì việc quái phải ghi 6 tháng để ngày sản xuất nhỉ? Bên ngoài bà có ghi ngày sản xuất quái đâu, thì bạn bóc ra bạn xem được mà. Ngày sản xuất là 25 tháng 6, tức 25 tháng 12 à? Ngày Chúa ra đời à? Ok, thì theo tôi thấy thì cảm nhận thì loại này ăn được, nó ăn khá là vừa miệng, tôi nghĩ là vừa miệng cho tất cả các bạn ấy, và đây cũng là một sự lựa chọn khá là an toàn nếu như bạn muốn thử một đồ mới, nhưng bạn không dám chắc được là liệu rằng cái món đấy nó có hợp hương vị bạn không. Thì tôi nghĩ là cái máy tô này nó sẽ hợp vị của phần lớn các bạn, tôi nghĩ là vậy. Rồi, và đây là hôm nay tôi nhớ không biết bao nhiêu, 35 à, 35.000 đồng đấy. Rồi, xin chào các bạn trong video, còn giờ tôi đi ăn gói snack ở đây, theo hộp snack.